Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bão số 6 có tên quốc tế là Nesat đang giật cấp 14. Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 6 sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh. Nếu không khí lạnh mạnh, bão sẽ suy yếu nhanh và tan dần. Tuy nhiên nếu như không khí lạnh không mạnh như dự báo mà yếu nhanh thì khi bão vào gần bờ vẫn mạnh cấp 8 đến cấp 9. Chiều nay 17 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ vĩ Bắc, 116,2 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tốc độ từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 14, di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15 km/h. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km suy yếu dần, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam nên nhiều khả năng sẽ tương tác với bão khiến bão mạnh lên. Trong hôm nay và ngày mai, bão có khả năng đạt cường độ cực đại, đạt cấp 12 đến 13, giật cấp 15. Khi bão đạt cường độ cực đại trong ngày 18 tháng 10, do tác động của không khí lạnh nên bão suy yếu nhanh khi vào vùng biển trung bộ chỉ còn áp thấp nhiệt đới hoặc vùng thấp nên ở trên đất liền ít chịu tác động gió và mưa. Một kịch bản nữa có xác suất khoảng 30 đến 40% là bão tan luôn trên biển. Còn kịch bản xấu nhưng xác suất thấp 10% là khi không khí lạnh không mạnh như dự báo thì bão có khả năng vẫn giữ cường độ cấp 8, cấp 9 khi vào đất liền.